nhá, chúng ta vẫn sẽ có những cái giải nhỏ. Hài lòng cần, ví dụ như là 50 cân không tì 100.000, đổi lên 100 cân cho tì là 500.000, và 100 cân không tì 5 triệu. Đó. Nhưng mà với điều kiện đấy, được tiền đây. Nhưng với điều kiện khi mà các bạn tham gia mức nào là các bạn phải bỏ mức trước nha. Nhìn thấy chạm tay vào rồi, ok. Bây giờ anh đã có 100, anh lấy 100. Anh ơi, đi đôi ạ. Vào, có vào, vào luôn anh ơi. Vào, vào, vào lên, vào lên. Đó nhá, bẻ đấy. Ôi rồi, ôi gì đấy? Ôi cái gì đấy? Chưa nhìn thấy. Ăn không? Ăn rồi chơi luôn này không? Đến đây để lấy tiền tập kiệm mà. Gọi mạnh cái nào, bên cây trong ai đâu. Cố lên em ơi. Ôi, công ty. Công ty luôn. Ôi giời. Tỷ đấy mày, tỷ đấy mày. Vào. 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 Rồi. 500. Anh đại diện hiệp hội vẽ lò xo. Đúng rồi. Đặt cho em 500. Rộng ra mọi người ơi, rộng ra một chút ạ. Hơi hơi lại bị bó rồi. Mọi người rộng ra một tí ạ. Em dừng 500 đó để 720. Ai mà muốn vẽ 720 ở lại nhá. Ai mà muốn vẽ cho đây thì vẽ được. Được. Trong cân nhá. Ok. Nhưng mà nhớ là thằng này khỏe quá phải đều siết cổ nó cái đấy. Nhớ là lên 500 thì là bỏ tải 100 rồi đấy. Ok. Rồi, này lấy 5 lít rồi. Lấy 5 lốp nha. 5 lốp. Không được đâu, không được đâu. Ôi. Ôi. Mất thêm 5 lốp rồi. Lại cái đạn rồi. Rồi. Hiệp hội làm sao? Trao tiền. Lo sao? Trao tiền. Ok, giữ 500 nghìn này tí chơi cho 12, cây 120. Đây là cái vé. Đi về đánh đông khóc đấy, đừng về. Còn nếu mà lấy này về nhớ mà ngày ăn kem nhá. Góc này chưa chọn ai này. 100.000. Đúng rồi. Tuyệt vời. Lên 500 không? 500 không? Chú tì đi ông ơi. Nào vào. Vào. Lại anh ơi. Không. Anh cơ hội. Cử tạ vào ạ. Đem cái nhà ma này. Ôi. Lấy 100. Đây là một vận động viên đeo khẩu trang không biết là ai. Thấy nghe. Dạ, mấy ông đeo khẩu trang nguy hiểm lắm anh ạ. À. Nguy hiểm lắm. Ê! Ôi! 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 Lại bắt đầu lại là bài thế thôi. Đại diện trưởng ban. Hiệp hội bẻ lò xo. Em giữ cái bé này để tham gia bé 120. 120 là 5 củ. 5 củ đấy. Ok chưa? Nên là đừng về ăn kem nhé. Em đợi đây thì chết mà. Đúng rồi. Đúng rồi. Xếp hàng, xếp hàng. Rồi chúng ta đã có ba bạn và lọt vào bốn chứ, bốn bạn, bốn rồi, bốn ạ, có ba rồi, ba bạn lọt vào vòng nào, rộng ra nào, đây là mọi người vẫn đang có một thanh niên đang miệt mài đào vàng nhá, sắp từ thành công rồi, vừa lại nhắc được cũng mấy giây rồi, vẫn đang miệt mài đào vàng, miệt mài đào vàng, tuần này cũng được, tuần sau lại là anh em đào hàng cân 50 đến 60 nào, em là ba cân luôn, đổi luôn đi. Một trăm mười lăm trăm.
không? Vô được không? Một hit. Ôi. Ôi. Lên 5 triệu không? Lên 5 triệu không? Quay lên 5 triệu không? Lên 5 triệu không? 500 nghìn! Các lò xo thủ 100 hay 500? 500, ok. Anh em mình luôn thấy gì nhỉ? Hơi chặt rồi đấy, mấy người ngồi trước là hơi bị kỹ thuật đấy, rất kỹ thuật. Đúng rồi. Tuyệt vời. Sao phải thế rồi? 5 triệu thôi. 5 triệu này chùi rồi. Em mặc lên bàn. Em anh cho kia à? Từ từ. Đứng lên nào. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Đứng lên. Khỏe mùi ạ. Anh Hoàng ơi, mất 500 rồi. Thay mặt anh Hoàng và liên đoàn bẻ lò xo Việt Nam. 500. Cho em 500. Ok. Tuyệt vời luôn. Nào. Nào. No. Cho, no. Cho là mất cái là còn đi. 500 5 triệu 5 triệu 5 triệu nghỉ nghỉ một tí đi. Cho nghỉ tí nhá. Bạn đang có vé vào vòng chung kết. 5 triệu. Ok, 5 triệu được. Được trước. Tí nữa là muốn ăn 5 triệu thì đưa lại cái này nhá. Ok. Bác sĩ cố lên. Ok, bác sĩ. Bác sĩ Phú Hiếu à? Đéo đi ông vào. Ok. Ok. À Đỗ Phú Hiếu à? Em là Đỗ Phú Hiếu. Ờ Đỗ. Được không? Đây, xin đây. Còn một lần nữa. Chết anh. Ok. Ok. 500. Đỗ Phú Hiếu. Liên đoàn bẻ lò xo. Chơi 5 triệu không? 5 triệu không? 5 triệu đấy. Em cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh rất nhiều. Ok. Anh xem có đủ 5 triệu rồi đấy. Đúng không? Vừa cho 5 triệu. Giải cuối. Sinh viên Hải Phòng. Ờ, sinh viên Hải Phòng. Đúng chưa? Sinh viên Hải Phòng. Sinh viên Hải Phòng chuẩn chưa? Thịnh 2K3. Đẻ 100 cân không thì. Nào 100 cân này xem khác 100 cân kia không nào? Không tì nhá. Đấy nhá. Bụng với các thứ nhá. Trọng tài đây rồi. Vào đây nhá. Không có mẹo gì đâu nhá. Cái này cái chuẩn. Cố lên. Từ từ. Nào có bẻ được không? Cố hết sức cho anh xem nào. Gồng lên. Anh đã xem em bẻ rất nhiều trên TikTok rồi nào. Hãy làm thật đi nào. Hét lên nào. Đúng rồi. Hét lên. Rồi cong rồi đấy. Cong rồi. Nào. Hết lực luôn, một phát ép vào. Ăn được chưa? Để quay. Ăn được chưa? Nãy vừa được. Vô. 5 giây rồi đó anh. 10 giây, đến cái giây, qua năm rồi nó rất là khỏe rồi. Nhưng mà bây giờ càng bóp càng yếu, okay. Cơ mỏi. Ok, tìm người chinh phục 5 triệu nữa nào. Sẽ giảm mức nữa. Không có giảm mức, hết mức rồi. Bây giờ có đúng 5 còn triệu. Còn 5 triệu, đây là giải đặc biệt. Hết 5 triệu này mới về. Không. This is 30 kg. 30 kg. This is 100. 100. 100. Ấy. Thank you man. Thank you. Sao càng ngày càng bé chúng ta càng bị bó hẹp vào đây rồi. Ok, cho rộng ra. Rộng ra nào mọi người, từ từ nào, rộng ra nào. Thôi bây giờ nhá. Rộng ra đi mọi người. Làm cong đã ghê rồi. Ui. Vào. Ấy cái gì đây? Cái gì đây? Chơi được kiểu các anh em ở đồng Lâm Đồng anh ạ. Bẻ một bên trước. Bẻ boss xuống. Ô! 100 công ty rất là khó. Quá khó luôn. Phải công nhận là anh em Việt Nam là rất là khỏe. Mà còn 5 anh em cực kỳ khỏe mà có thể bẻ không tì được mọi người. Thôi rồi. Ok. Rồi. Bây giờ là chắc không chơi không tì được nữa rồi. Nhấc bạn nhá. Từ từ đây. Khỏe à? 5 lết. Khỏe. Được rồi. Mình đang dần mất hy vọng với người ăn giải 5 triệu rồi. Bây giờ quay lại vẻ 5 lốp cho mọi người nhá. Em đứng em chờ anh. Thay mặt liên đoàn lò xo Việt Nam, mình xin gửi 500k đến bạn đã bẻ được thành lò xo nhá. Đầu Mohican. Anh em cho xin chỗ rộng ra phép. Vào. Ui, cố lên vào đi. Vào. Chưa được. Chưa được. Phải đứng lên. Một lần nữa.
bình tĩnh ơi. Được, được. Cố lên. Vô. Vô. Mạnh. Cố lên người. Lên, lên, lên. Lên. Ê, khỏe hơn mình. Em không thể chơi này được. Không nhá, không được. 500 thay mặt liên đoàn lò bẻ lò xo Việt Nam, mình xin gửi đến bạn 500k tiền thưởng. Em cảm ơn. Ok. Tuyệt vời, tuyệt vời luôn. Vẫn còn rất nhiều phần thưởng cho anh em nhá. Vâng. Dù xa xa ra là. Ủa tay chú cứng lắm rồi. Tay cứng lắm. Rất xứng đáng. Chú vẻ phê quá. Bây giờ nhá, chú có thể lấy 500 hoặc là chú lên 5 triệu. 500 để chú lấy 5 triệu bẻ không tỷ. Không được à? À, mình sẽ gửi cho chú 46 tuổi đó, bẻ được thanh lò xo 100kg rất dễ dàng rồi nhá. Hiệp hội bẻ lò xo. Chơi lại từ đầu à? Cháu chơi. Cháu chơi nào cũng xứng đáng mà. Ok, quá khỏe. Nhá. Lại thay mặt liên đoàn bẻ lò xo Việt Nam trao tặng cho thưởng cho Thịnh nhá. 500k. Đúng rồi. Đây đây đây, bây giờ cố lên, cố lên chị ơi. Cố lên chị ơi. Go. Tiếp tục ạ, các bạn nữ nào nữ không ạ? Nữ tiếp nhỉ? Cho nó cho khởi động trước. Ôi. Ôi. Đây. 50 chị có thể. Trông gì nó dán dán cười tạ lắm đấy mà. 500. Chị bẻ bắt không tì luôn này. Không tì được. Tì tì nhá, 500. Tì 500. Không tì không bẻ được. Tì 500 là chị. Ui đấy. Ôi đấy đâu. Ui. Ăn luôn. Ăn luôn, 500. Thế à? Ok, bây giờ chị có muốn tì 100. Dã man quá. Em đang tìm cánh tay những người Việt Nam. Tì 100 là 10 triệu luôn. Con gái thì mình lên nào. Ui. 10 triệu là chị ơi. Ôi, bà đấy có khả năng. Chắc cổ tay em một. Cố lên chị ơi. Cố lên. Đùi 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 đùi. Ôi ôi. Ôi ôi, 10 triệu mà chị, 10 triệu phải lên rất kỹ thuật. Khỏe nhất Việt Nam. Khỏe 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 khỏe. Ôi ôi. Đây, chị đè nó xong lên rồi chị. Đấy. Nhả ra luôn. Sở chọn woman Việt Nam. 100kg không tỷ. Đây. Ôi. 500k. Bọn em vẫn sẽ trao thưởng chị 500k. Tôi chị tập là em sẽ quay lại tìm chị. Em cho xin hỏi quý vị. Info. Info chị. Chị là chị Thúy. À chị Thúy ạ. Chị Thúy đại bộ, chị có tập môn gì không ạ? Chị không tập. Vận động viên. Đáng thương của chị, em thấy vận động viên giống vận động viên cử tạ. Giống vận động viên. Giống vận động viên tựa vai, biếc, đùi là. Chị chưa tập cái gì cả. Không. Không thể thì khỏi thế được mọi người ạ. Ôi, rồi. 500 nghìn nha. Thay mặt liên đoàn bẻ lò xo Việt Nam, em trao thưởng cho chị 500k. Chúc chị tập luyện tốt và sẽ quay lại với thử thách bẻ 100kg. Ok, chị phải tập nhá. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, cảm ơn chị ạ. Quá khen luôn. Quá xứng đáng. Quá khen luôn, quá xứng đáng luôn. Ok, chị sẽ thử muốn tập lại con em. Ok, chị. 500 cân em. Anh Sơn ơi. Anh Sơn ơi, cho em anh. Cho em anh Sơn ơi. Nào, từ từ nào, cho em tập nào. Anh không. Cảm ơn anh em đã tham gia ngày hôm nay và chúng ta sẽ tiến tới giải nâng vàng nha. Mang vàng về nhà mọi người nhá. Ok anh em ta nâng vàng nha.